Hải Hùng lời thú nhận của tài xế container chơi cùng lúc 3 loại ma túy. Nhìn kết quả test nhanh, những người có mặt không khỏi ngỡ ngàng khi phát hiện lái xe sử dụng cùng lúc 3 loại ma túy. Lời thú nhận của tài xế container khiến ai cũng hết sức hãi hùng. Ngày 14 tháng 1, Công an phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã lập hồ sơ xử lý hàng loạt tài xế container bị phát hiện dương tính với ma túy. Lời thú nhận của tài xế bị phát hiện sử dụng ma túy khiến ai cũng hết sức hãi hùng. Trước đó, trong hai ngày 12 và 13 tháng 1, Công an phường Trường Thọ phối hợp với nhiều lực lượng liên quan kiểm tra hành chính test nhanh ma túy đối với các trường hợp nghi vấn là tài xế lái xe container vào cụm cảng trên địa bàn phường Trường Thọ. Theo ghi nhận của phóng viên Kiến Thức vào chiều ngày 13 tháng 1, tổ công tác chặn dừng khoảng 30 container ra vào cụm cảng Trường Thọ và tiến hành test nhanh nước tiểu của các lái xe. Lực lượng chức năng đã phát hiện 4 trường hợp tài xế dương tính với ma túy. Thậm chí có phương tiện được chủ doanh nghiệp thuê hai tài xế để thay phiên nhau chạy thì cả hai đều bị phát hiện sử dụng ma túy. Điều khủng khiếp nhất được lực lượng công an phát hiện trong buổi kiểm tra là một tài xế lái xe đầu kéo chở container loại 40 feet đầy hàng sử dụng cùng lúc 3 loại ma túy là cần sa, ma túy đá, ma túy tổng hợp. Trước khi chở hàng từ Đồng Nai về cảng ở Trường Thọ, tôi có sử dụng ma túy trong tiệc sinh nhật của người bạn. Tôi lái xe trên quốc lộ 1 xa lộ Hà Nội và khi vào gần đến cảng ở phường Trường Thọ thì bị lực lượng công an test nhanh nước tiểu phát hiện sử dụng ma túy. Tài xế Nguyễn CT quê tỉnh Ninh Thuận cho biết. Nhiều người không khỏi khiếp sợ khi nghe tài xế T nói về hành trình ôm chiếc xe đầu kéo container trong tình trạng vừa sử dụng nhiều loại ma túy lưu thông qua quốc lộ 1 xa lộ Hà Nội luôn tấp nập người xe. Tài xế T còn thật thà chia sẻ rằng trên đường lái xe, nhiều lúc đầu óc lơ mơ, tay ôm vô lăng, chân đạp ga mà cảm giác rất bay bổng, khiến những ai có mặt được một phen hãi hùng. Tại buổi kiểm tra, lực lượng công an còn phát hiện trên xe của các tài xế dương tính với ma túy, có nhiều dụng cụ sử dụng ma túy và một cây đao sắc bén. Trước đó, chiều ngày 12 tháng 1, cũng tại tuyến đường ra vào cụm cảng Trường Thọ, lực lượng nói trên đã kiểm tra test nhanh nước tiểu và phát hiện 3 tài xế dương tính với ma túy. Hai tài xế dương tính với heroin, người còn lại dương tính với ma túy đá. Đồng thời, công an còn phát hiện một tài xế container sử dụng giấy phép lái xe giả. Lực lượng công an đã đưa những tài xế vi phạm về trụ sở công an để tiếp tục lập hồ sơ xử lý. Theo chỉ huy công an phường Trường Thọ, nếu đối tượng có nơi cư trú ổn định thì xử phạt vi phạm hành chính và thông báo về nơi cư trú để tiếp tục theo dõi, quản lý. Những trường hợp còn lại sẽ lập hồ sơ đưa đến cơ sở cai nghiện. Đồng thời, công an phường cũng sẽ làm việc với chủ doanh nghiệp, công ty có tài xế sử dụng ma túy để tuyên truyền và yêu cầu phải kiểm tra thường xuyên các tài xế của mình. Được biết, cụm cảng ở phường Trường Thọ có lượng xe đầu kéo container ra vào giao nhận hàng hóa nhiều nhất cửa ngõ phía đông thành phố Hồ Chí Minh. Trong những ngày giáp Tết Nguyên Đán, xe container qua lại khu vực này tăng đột biến và xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng liên quan đến loại phương tiện này. Thủ Đức, ba tài xế container ra vào cảng 622 dương tính ma túy. Trưa ngày 12 tháng 1, Công an phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng nhiều đơn vị liên quan kiểm tra một số tài xế ra vào cụm cảng 622 trên địa bàn. Theo ông Trịnh Nguyễn Thanh Tú, Phó Công an phường Trường Thọ, qua kiểm tra 18 tài xế ra vào cảng 622 thì phát hiện 3 tài xế dương tính với ma túy. Trong đó có 2 tài xế dương tính với heroin, 1 tài xế dương tính với ma túy đá. Đồng thời, công an còn phát hiện 1 tài xế chưa có bằng lái, đã sử dụng bằng lái giả để lưu thông. Sau khi phát hiện các tài xế dương tính với ma túy, chúng tôi đã đưa những người này về công an phường để lấy lời khai. Công an phường sẽ xác minh địa chỉ thực tế, tiền án tiền sự tại địa phương. Nếu đối tượng có nơi cư trú ổn định thì xử phạt hành chính và thông báo về nơi người đó đang cư trú. Để tiếp tục theo dõi quản lý, những trường hợp còn lại đi vào cơ sở xã hội thanh thiếu niên 2 ở Củ Chi để cai nghiện. Ông Tú nói, sau khi xử lý như trên, công an phường sẽ làm việc với các công ty có tài xế sử dụng ma túy để tuyên truyền và yêu cầu phải kiểm tra thường xuyên các tài xế của mình. Cũng theo ông Tú, bên cạnh đó, cảnh sát giao thông, trật tự quận đã xử phạt hành chính đối với một số tài xế điều khiển container chạy ngược chiều với lý do tránh kẹt xe. Được biết, thời gian tới, Ủy ban Nhân dân phường Trường Thọ, Công an phường Trường Thọ tiếp tục ra quân để đảm bảo an toàn giao thông.
trên địa bàn phường. Ông Hồ Văn Phước, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, phường Trường Thọ cho biết, cuối năm 2018, lượng xe container ra vào cảng tăng đột biến. Để đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn phường, Ủy ban Nhân dân phường Trường Thọ đã xin ý kiến chỉ đạo, phối hợp với các đơn vị liên quan nhằm tăng cường kiểm tra giám sát và tuyên truyền tới các tài xế không được sử dụng điện thoại khi lái xe, không sử dụng ma túy, rượu bia. Đồng thời, tiếp tục tăng cường ra quân, kiểm tra an ninh trật tự ra vào cảng. Tài xế đường dài nạp ma túy chống buồn ngủ. Phóng viên Tiền Phong từng nhập cuộc hành trình từ Ninh Thuận theo xe chở hàng ra cửa khẩu Thanh Thủy, Hà Giang, rồi quay lại thành phố Hồ Chí Minh cùng cánh tài xế xe container đường dài. Từ chuyến đi này, chúng tôi mới tỏ tường cuộc sống nay đây mai đó đầy cạm bẫy của họ. Theo anh Luân, 32 tuổi, một tài xế quê ở Bình Định, khi bước chân vào nghề lái xe đường dài, chúng tôi đã tin vào số phận, đời tài xế không hề thênh thang, lộng gió như những cung đường xe băng qua. Nhịp sinh học của tài xế xe đường dài hầu hết bị thay đổi, không có khái niệm ngày đêm, muốn tồn tại với nghề phải luyện tập cách chống chọi với cơn buồn ngủ, đặng cơ thể thích nghi với những chuyến ra Bắc vào Nam kéo dài cả tuần. Giấc ngủ chưa bao giờ được trọn vẹn, ngay cả thời điểm thay ca được ngủ thì cũng không chợp mắt được vì cơ thể đã bị chất kích thích như cà phê, thuốc lá, nước tăng lực, thậm chí là heroin làm chủ. Vừa nói, Luân vừa giơ cánh tay bắp chân, chi chít giấu kim tiêm. Còn theo tài xế tên Bảo, 33 tuổi, quê ở Phú Yên, mỗi khi chuông điện thoại của chủ xe, chủ hàng hối thúc, tài xế đạp ga chạy ào ào, giành đường với xe chạy ngược chiều, chuyện va quệt hay gây tai nạn xảy ra như cơm bữa. Sống ngoài đường nhiều hơn ở nhà, xa vợ con, chuyện tài xế sa vào cạm bẫy, ma túy, cờ bạc, mại dâm là chuyện bình thường. Nếu không dùng chất kích thích thì chỉ có đường phải bỏ nghề. Mới đầu dính vào, họ cho rằng chỉ để giải sầu, bù đắp thiếu thốn tình cảm, song nhiều người không kìm được và trượt dây khi nhận ra thì cái chết đang cận kề. Tài xế ra Bắc vào Nam quan niệm rằng cuộc đời cầm vô lăng gắn liền với lối sống buông thả, với họ cái chết rất đơn giản. Trong những ngày theo chân tài xế xe tải Bắc Nam, chúng tôi không khỏi giật mình bởi sự nghiện ngập ma túy của cánh tài xế. Gần các quán cơm gà dưới chân đèo Cả, tỉnh Khánh Hòa, chúng tôi không khó để bắt gặp tài xế phụ xe chúi đầu nhau phê thuốc. Còn khi về tới thành phố Hồ Chí Minh, họ hay tìm đến ngã tư An Sương để thỏa mãn với những cơn bán dâm, len lút nạp ma túy vào người để chống chọi cơn buồn ngủ cho chuyến đi dài ngày kế tiếp. Tệ nạn bủa vây. Theo ghi nhận của chúng tôi, phần lớn tài xế đường dài đều là lái thuê. Trước mỗi chuyến đi, nhà xe, chủ hàng giao cả 100 triệu đồng cho họ mang theo làm lộ phí. Mỗi khi chờ lên xuống hàng, cửa khẩu ùn tắc để giết thời gian, tài xế thường rủ nhau ăn thua trên chiếu bạc. Thực trạng này dẫn đến việc nhiều người nướng sạch tiền lương, tiền hàng của chủ, không ít tài xế vay mượn bạn bè, dẫn đến thâm nợ. Đường cùng, nhiều người hút xăng, trộm phụ tùng xe để bán lấy tiền trang trải nợ nần. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý của những tài xế thua cuộc. Trên các chuyến đi cùng họ, chúng tôi ghi nhận rất nhiều cung bậc cảm xúc và sự ức chế thua cờ bạc của họ ấn lên vô lăng khi xử lý tình huống giao thông. Hơn 12 năm còn vô lăng, chinh nam phạt bắc, Hải, 31 tuổi, ngụ thành phố Hồ Chí Minh, tài xế từng đưa chúng tôi từ Bình Thuận chở trái cây sang Trung Quốc cho biết, bản thân Hải đã chứng kiến không biết bao nhiêu vụ tai nạn giao thông ở dọc đường. Nhớ lại cảnh các chiến hữu, người dân chết thương tâm khiến Hải không khỏi rùng mình. Trước đó, chiếc xe tải do người bạn điều khiển đi trước, xe Hải bám theo, vừa qua địa phận Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, thì xe tải của người bạn đối mặt với xe đầu kéo chạy ngược chiều. Tai nạn xảy ra, thi thể người bạn biến dạng trên cabin. Hải cùng người dân phải cày cửa xe mới mang được xác nạn nhân ra đắp chiếu bên đường. Nhắc lại thì tội, chứ thực ra lúc xuất bến, nó đã phê ma túy rồi, hãy nhớ lại. Tại trại cai nghiện ở Đồng Nai, Hòa, 24 tuổi, quê ở Long An, tâm sự với chúng tôi với tâm trạng tiểu nặng, xuất thân trong một gia đình nghèo, cha mất sớm, mẹ đi thêm bước nữa. Học chưa hết cấp 2, Hòa rời ghế nhà trường lên thành phố Hồ Chí Minh làm đủ thứ nghề để kiếm tiền, gửi về quê cho ông bà nội, nuôi bầy em nheo nhóc. Trong một lần khuân vác hàng thuê, chủ xe gợi ý theo phụ và dạy nghề 2 năm vi vu trên những cung đường Nam Bắc, Hòa va chạm, đối mặt với quá nhiều cạm bẫy, tệ nạn và anh dính vào ma túy dẫn đến nghiện ngập. Em đi cai nghiện 3 lần rồi nhưng không bỏ được,
nhiều lúc buồn ngủ, người mệt mỏi, tay chân bùn rũn, buộc thế phải dùng lại ma túy mới có tinh thần phân chấn để đạp ga. Cũng vì nghiện ngập mà phải thường xuyên đi xin việc, vì bị chủ xe phát hiện rồi đuổi cổ, Hòa cho biết. Tài xế đường dài dường như ai cũng có vết sẹo trên người, đó là minh chứng sau mỗi lần tai nạn. Nhưng họ vẫn mỉm cười bởi khi chọn nghề họ xác định tai nạn đến với bản thân là điều hiển nhiên. Đối với những tài xế mới vào nghề để chống chọi cơn buồn ngủ, nhiều người tìm đến chất kích thích và nghiện ma túy lúc nào không hay.